Các bạn xem, Ri vừa tái chế được một món hay ho chưa nè. Để làm thì cần một cái chai cũ. Đây là lọ đựng hạt đã ăn hết, lột keo còn nham nhở nhưng mà thôi kệ đi ha. Chọn bút sơn màu hồng pastel, nhớ lắc keo cho nó đều mực. Ri sẽ ghi chữ thời khóa biểu lên nè. Nếu không có bút sơn thì các bạn có thể dùng bút gốc cồn, chẳng hạn như bút viết trên đĩa CD á. Tiếp theo thì mình làm một tấm thời khóa biểu như vậy. Các bạn đo chiều cao giấy bằng với chiều cao của hũ và chừa phần chữ thời khóa biểu ra. Chọn mấy màu pastel tươi sáng là nó sẽ đẹp liền. Sau đó thì mình cuộn phần giấy và cho vào trong hũ. Nhìn xinh rồi đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Ri sẽ lấy bút xanh và vẽ một cái khung thời khóa biểu lên mặt chai như vậy. Nếu lỡ tay quệt thì dùng cùng rửa tay bôi đi rồi vẽ tiếp nha. Vẽ khung xong, Ri sẽ vẽ thêm mấy cái bông nhỏ nhỏ và trang trí nhẹ xung quanh. Khi sử dụng thì mình xoay ngày hiện tại vô cái khung xanh như vậy nè, rất là dễ xem. Các bạn có thể đựng bút trong cái hũ này cũng được, hoặc để dây đèn led vô lấp lánh ánh hào quang và làm đèn ngủ, đảm bảo là nhớ thời khóa biểu hôm sau luôn. Nếu thấy hay thì hãy follow Insta và YouTube của Ri nhé.